từ sáng giờ cuối cùng cũng xong rồi nha các bạn. Đây. Tổng cộng là 24 mọc máy cày nha. Mình cào từ sáng 10 giờ. 10 giờ bây giờ là 3 giờ mấy rồi. Xong hết. Đậu đóng nhỏ 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 bắt đầu mình cào ra cho bằng hết nha các bạn. Pho 416 nằm trong cao su này rất là gọn nên nó quanh đồ rất là lẹ, cho nên nó làm lẹ hơn mấy chiếc xe lớn khác.